Container thật là lớn nha khán giả anh chị và các bạn. Tôi dòng sông Mê Công chạy về Dàm Chị Hôn, chạy ngang kênh chợ gạo thì các tỉnh thành nha khán giả anh chị và các bạn. Oh my God.
Xem hết video của vua miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại.